Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mối tâm giao ít ai biết giữa ông chủ tịch nước và thầy Thích Hốt Tiền, chùa Ba Vàng. Vừa qua, cộng đồng mạng dậy sóng vì hành động ông sư trụ trì chùa Ba Vàng dùng tay vơ tiền khi người dân thiếu hiểu biết dâng cúng cho ông ta dưới dạng cúng dường. Đấy là những dân tội nghiệp, họ gặp khó khăn trong cuộc sống, họ bế tắc trong làm ăn hay đơn giản là lòng tham muốn hối lộ trời Phật để được Phật ban ơn. Ơn đâu không thấy, chỉ thấy người dân mất tiền vô ích. Việc kinh doanh dựa trên sự mê tín của người dân cần phải xem đó là trò lừa đảo. Nếu xem ông thầy lang chữa bách bệnh Võ Hoàng Yên lợi dụng sự mê tín của người dân để trục lợi là hành động vô đạo và vô pháp, thì việc làm của ông thầy trụ trì chùa Ba Vàng cũng cần phải được xem là thành phần như vậy. Đây là hình ảnh trụ trì chùa Ba Vàng hốt tiền mỏi tay. Vừa qua, một số trên trang Facebook cá nhân phản ánh mạnh mẽ hành động hốt tiền của ông thầy chùa trụ trì chùa Ba Vàng đã bị một số lực lượng giấu mặt báo cáo với Facebook để những tiếng nói khai trí bị khóa lại. Điều này làm cho dư luận xã hội nghi ngờ đang có một lực lượng tương tự lực lượng 47 của nhà nước Cộng sản Việt Nam chuyên báo cáo các trang Facebook có tiếng nói phản biện. Nhận xét về hiện tượng này, một số nhà phân tích giấu tên cho hay cách chống trả lại tiếng nói công chính vạch trần nhóm của thầy chùa trục lợi của ngôi chùa này là đích thị là lực lượng được đào tạo bài bản. Họ nghiên cứu các điều luật của YouTube và Facebook rất kỹ để khóa miệng trong nhiều ngày hoặc đánh sập các trang này. Cho nên họ cho rằng chính Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc những quan chức tầm cỡ ở Trung ương có lợi ích trong những trò kinh doanh này. Việc chỉ đạo một lực lượng phá hoại chuyên tấn công tài khoản YouTube và Facebook của người khác là cách hỗ trợ cho nhân vật chính hốt tiền người dân đang mê muội. Có bạn đọc đã cho Thời báo .de một nhận xét rằng ông thầy chùa trụ trì chùa Ba Vàng nên được đổi tên thành chùa Thích Hốt Tiền thì mới đúng với bản chất của ông này. Người độc giả này bức xúc cho biết người dân mê muội ít học, họ cần được nói lời đạo lý của chính đạo nhà Phật và cần những lời khuyên để họ giữ đồng tiền để làm việc hữu ích hơn cho đời sống của họ. Thì ông thầy chùa này lại dùng những bài giảng sặc mùi mê tín để xúi họ mang tiền đến chùa để ông ta lùa, hốt mà làm giàu. Đây là cách làm giàu bất chính, cần phải loại bỏ nó khỏi xã hội văn minh. Đó là lời của những bạn đọc chia sẻ trên trang Facebook của Thời báo DE. Đây là hình ảnh ông Phúc trụ trì chùa Ba Vàng. Sự hậu thuẫn của lực lượng giấu mặt bị nghi là lực lượng 47 được biệt phái sang hỗ trợ ông thầy chùa Thích Hốt Tiền được củng cố, người ta tìm hiểu được ông này hoàn toàn làm bạn với ủy viên Bộ Chính trị. Nhiều người cho rằng không phải ông thầy chùa này quen biết rộng mà ông này thực sự là một đảng viên được đảng cử đi làm nhiệm vụ kinh doanh tâm linh cho đảng. Thường các công ty bình phong của các nơi trong đảng cũng rất nhiều. Vì thế việc lấy việc kinh doanh khó khăn bởi dư luận thì sẽ có lực lượng giấu mặt chặn đứng những bài viết vạch trần cho ông thầy chùa Thích kinh doanh này. Đây chỉ là ý kiến nhận xét của nhà phân tích và các bạn có thể hoàn toàn tham khảo thêm và biết đâu đó là sự thật đang ẩn giấu bên trong của Đảng Cộng sản. Được biết vào ngày 26 tháng 5 năm 2016 tại khu vực rừng phòng hộ Phú Ninh, thôn Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Vàng Quảng Nam đã tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng dự án khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm Quảng Nam rất hoành tráng. Dự án sẽ được triển khai trên diện tích 200 ha nằm trong đất rừng phòng hộ với tổng kinh phí đầu tư 1.000 tỷ đồng chia làm nhiều giai đoạn. Dự tính giai đoạn 1 đầu tư trên diện tích 67 ha, kinh phí đầu tư 500 tỷ đồng. Hoàn thành sau 12 tháng thi công, tuy nhiên sau đó dự án không thực hiện. Đây là hình ảnh ông chủ tịch nước từng muốn đưa chùa Ba Vàng về Quảng Nam. Theo thông tin mà Thời báo .de nhận được của một số người thạo tin, bởi nhiều ủy viên Bộ Chính trị đã mâu thuẫn với ông thủ tướng khi đó là ông chủ tịch nước hiện nay về vấn đề ăn chia nên dự án đã bị dừng lại. Trong các ủy viên Bộ Chính trị thì ông Thích Hốt Tiền đã ngả với ông Phúc nhiều hơn, làm cho miếng bánh kinh doanh sự uy tín không được chia chác đồng đều nên phải đạp đổ để không ai được ăn cả. Đấy cũng có thể là một lý do, mặc dù chưa biết thực hư như thế nào, cần có thêm thời gian để quan sát
thì sẽ rõ hơn. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin những toan tính đáng sợ của ông Tô Đại Tướng lật tẩy âm mưu thâm hiểm. Bản chất của nhà nước Cộng sản Việt Nam đã tạo ra một thứ danh hiệu thi đua hão. Ai cũng muốn em giấu đi cái xấu để thể hiện thành tích cho thật tốt. Chính vì lẽ đó, cái xấu có cơ hội nấp bóng thành tích ảo mà phát triển không ngừng. Trong bộ máy của nhà nước Cộng sản luôn có những thỏa thuận ngầm giữa những người chuyên moi sai phạm ở các địa phương và lãnh đạo địa phương để giữ thành tích cho quan địa phương. Có lần ông Nguyễn Phú Trọng đã phải thú nhận cần phải chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng thì đủ thấy tiêu cực nó ăn sâu vào bộ máy này tới mức như thế nào. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đã toan tính điều gì. Ngay cả quan chức thuộc Thanh tra Chính phủ hay Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng cũng có cơ hội rất lớn nhận tiền hối lộ từ quan chức địa phương để bỏ qua những sai phạm của họ. Một khi sai phạm được giấu thì quan chức ấy lẽ ra bị kỷ luật, bị truy tố thì giờ lại trở thành cán bộ có năng lực và sẽ được cất nhắc lên cao hơn trong những nhiệm kỳ tới. Cùng với cơ quan thanh tra của Đảng và cơ quan thanh tra của Chính phủ, thì Bộ Công an chính là nơi mà quan chức rất sợ. Một khi công an vào cuộc thì quan chức nào cũng xanh mặt. Vì thế, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là một nhân vật nắm quyền sinh, quyền sát đối với quan chức địa phương sau ông Tổng. Những ngày qua, ông Tô Lâm cho làm hộ chiếu thiếu nơi sinh đã gây chuyện rắc rối rất lớn về mặt truyền thông đối với ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Hầu hết các bình luận trên mạng xã hội đều chỉ trích ông Bộ trưởng Công an, nhưng ông lại cứng đầu đến cùng. Đến nỗi chính Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng phải nhắc nhở, nhưng ông Tô Lâm vẫn chờ. Và câu hỏi đặt ra là vì sao ông ta như vậy? Ngoài những phân tích của tờ Thời báo chấm D đã miêu tả về cái đầu thử đá của ông Tô Lâm thì nay, Thời báo chấm D đã nhận được một nhận xét từ một trong những người chuyên săn tin hậu trường chính trị Việt Nam rằng ông Tô Lâm đang âm thầm bảo vệ thành tích cho các quan chức địa phương để đổi lại ông Tô Lâm được họ ủng hộ để thay thế một trong chiếc ghế tứ trụ vào thời gian tới. Đây là hình ảnh những địa phương bị Hàn Quốc hạn chế cho nhập cảnh. Người ta nói ông Tô Lâm không phải do sai sót vấn đề thiếu nơi sinh trên hộ chiếu, mà ông cho giấu nơi sinh để các lực lượng lao động ở các địa phương bị tai tiếng trong vấn đề trốn ở lại bất hợp pháp tiếp tục được xuất khẩu lao động tới các nước đấy. Mục đích là làm đẹp thành tích quản lý cho các quan tỉnh nơi như vậy, và những địa phương bị Hàn Quốc lên tiếng bao gồm trong danh sách đen như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Quảng Bình, Hưng Yên, Bắc Giang, Phú Thọ. Đáng chú ý là Nghệ An và Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Hà Nội là có địa phương có rất nhiều quyền lực ở Trung ương Đảng. Nếu làm đẹp thành tích quan lý cho các quan đầu tỉnh thì thế nào cũng nhận được sự ủng hộ của họ trong các cuộc đấu đá quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ở những kỳ hội nghị Trung ương Đảng và Đại hội Đảng. Như vậy thì theo những người thạo tin, đây là âm mưu chính trị của ông Tô Lâm chứ không phải do sự sơ suất, bởi chỉ cần bê nguyên mẫu cũ của hộ chiếu là không có rắc rối đến như vậy. Vấn đề là Bộ Công an cố tình giấu nơi sinh mà thôi. Hiện nay, ông Tô đang rất nóng lòng được thay thế ông Chủ tịch nước để tiếp tục sự nghiệp chính trị, nên ông tìm kiếm mọi sự ủng hộ của các thế lực chính trị khác nhau. Một địa phương như Nghệ An đã có đến 14 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị. Đấy là chưa nói đến Hà Tĩnh có đến 11 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có một ủy viên Bộ Chính trị. Chỉ cần hai địa phương này ủng hộ ông Tô Lâm thì ông có lợi thế không nhỏ trên đường đua đến chiếc ghế cao hơn. Đây là hình ảnh Nguyễn Hòa Bình dùng nỗi oan của dân để buôn chính trị, khá giống với Tô Lâm dùng nỗi khổ của dân để buôn chính trị. Âm mưu chính trị đã buộc dân phải trả giá rất cao. Đó là trò chơi của các quan chức cấp cao trong Đảng Cộng sản. Như tờ Thời báo chấm D đã nói, ông Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã dùng mạng của dân trao đổi với sự nghiệp chính trị, thì ông Tô Lâm cũng vậy. Ông đã đẩy người dân đến sự khó khăn, vất vả và tốn kém để phục vụ mưu đồ chính trị,
cũng không có gì là lạ. Điều lạ là người dân Việt Nam lại quá hiền khi cam chịu mọi bất công do quan chức chính quyền gây ra mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Những toan tính đáng sợ của ông Tô Đại Tướng lật tẩy âm mưu hiểm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.